Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Băng Hoa Ma Chủ, Lạc Nhu đến tìm Niệm Băng và muốn gặp riêng hắn. Lạc Nhu đến nhắc cho Niệm Băng nhớ về ước định lần trước giữa hai người. Cứ tưởng rằng Lạc Nhu đến nhận thua, vậy nhưng không ngờ rằng nàng đã điều tra ra được thân phận của Niệm Băng. Lạc Nhu ghé sát tai Niệm Băng rồi nói ra ba chữ Ma Sát Sứ, khiến hắn sửng sốt, vậy nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Nàng ta nghĩ rằng Niệm Băng là một sát thủ. Khi ở thanh phòng trai tìm hiểu được, Niệm Băng thường không ở phòng củi vào buổi tối, nên trong lòng Lạc Nhu bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Nàng đi hỏi Tuyết Nhi thì biết được, ban đầu hắn và Tuyết Tĩnh quen nhau là vì Liệu Tam, hơn nữa Liệu Tam còn sỉ nhục Niệm Băng cực kỳ quá đáng. Hôm Liệu Tam xảy ra chuyện thì Niệm Băng đã không có ở thanh phòng trai hay công hội. Theo như Lạc Nhu suy đoán thì sau khi hắn rời khỏi công hội trước khi quay trở lại thanh phòng trai đã giết chết Liệu Tam. Hơn nữa, Niệm Băng lại là ma pháp sư duy nhất chưa từng tiếp nhận sự điều tra của băng thần tháp. Huống hồ còn ngừng tụ băng châm để giết chết Liệu Tam không phải là chuyện khó đối với Niệm Băng. Sau khi nghe lý lẽ của Lạc Nhu xong thì Niệm Băng thừa nhận mình là ma sát sứ, vậy nhưng Lạc Nhu vẫn thua vì nghề nghiệp của hắn không phải là sát thủ mà cũng không phải là ma pháp sư. Còn nếu như muốn biết nghề nghiệp thực sự thì đi theo hắn sẽ rõ. Cuối cùng, Niệm Băng mời Lạc Nhu và Tuyết Tĩnh tới thanh phong trại. Ở đây, họ gặp Tuyết Tĩnh. Niệm Băng nhờ Tuyết Tĩnh mời đầu bếp Minh Nguyệt ra đây. Hắn đến thanh phòng trai chặt củi cũng vì ông ấy. Chỉ cần mời ông ấy ra thì mọi chuyện sẽ rõ hơn thôi. Để cho các quý cô nương đầy hiểu rõ hơn thì hắn đã nhờ người đi lấy cho mình một cái đĩa lớn có đường kính 1 mét tới. Đáy phải bằng phẳng, đồng thời lấy thêm 9 quả dưa chuột và 9 khúc mía tới đây. Sau khi những đồ đạc đã được đưa lên thì Minh Nguyệt sư phụ cũng đã tới. Niệm Băng hỏi Minh Nguyệt có còn nhớ khẩu quyết Kim Hương Khuê mà hắn đã từng nói hay không. Ông ta bảo rằng người ngoài không thể biết được, vậy nhưng không ngờ rằng một tiền tiểu tử như Niệm Băng lại có thể học được. Niệm Băng ngỏ ý hỏi mượn Minh Nguyệt thanh đao mà ông đắc ý nhất, vậy nhưng Minh Nguyệt lại không muốn cho mượn vì thanh đao là sinh mạng quý giá nhất của một đầu bếp. Niệm Băng nói tiếp, sư phụ của ngài là Diệu Chủ Thần, chắc hẳn đã từng nói với ngài rằng có một người từng giúp ngài ấy trong lúc nguy cấp. Truyền lại cho ông ấy ba đại tuyệt kỹ mới khiến ông ấy có được mỹ danh Chủ Trung Tiên. Nghe được những lời này, Minh Nguyệt cực kỳ bất ngờ. Ông không hiểu sao Niệm Băng lại biết được chuyện này. Hóa ra người giúp đỡ sư phụ của Minh Nguyệt lại chính là sư phụ của Niệm Băng. Minh Nguyệt nghe xong thì vô cùng bất ngờ nên mới cho hắn mượn thanh đao của mình. Đó chính là thanh đao quý tiền trạm của tiền bối Chủ Trung Tiên. Thanh đao đó từng chém hẳn một con trâu trong chớp mắt mà không dính lấy một giọt máu. Niệm Băng xem thanh đao thật kỹ rồi quyết định làm một món thanh mát cho ba vị tiểu thư. Tuy rằng thời tiết đã se lạnh, vậy nhưng mà thử khí thì vẫn còn. Niệm Băng bắt đầu trổ tài dùng kỹ sau các dưa chuột sát liền mà không đứt, khiến cho Minh Nguyệt phải tâm phục khẩu phục. Lúc này Tuyết Cực vừa tới, ông vỗ tay không ngớt, khen ngợi Niệm Băng có kỹ năng dùng sao đỉnh cao. Kịch hay vẫn còn ở phía sau, Niệm Băng trả lại đao cho Minh Nguyệt rồi lấy ra bộ quỷ điêu thần đao. Quỷ phù thần công U Lan Diệm, điêu long khắc phượng, nhất đau hàn, quỷ điêu xuất thế, ai dám tranh phòng. Đây chính là bộ đao mà Cha Cực đã để lại cho Niệm Băng. Sau một hồi múa may quay cuồng thì Niệm Băng đã tạo ra bát long rồng trong truyền thuyết. Tuyết Cực nhìn thấy tác phẩm này liền bất ngờ, không biết đây có phải là lòng vũ tập vũ trong truyền thuyết hay không. Vậy nhưng Niệm Băng lại cho biết, thật đáng tiếc vì đây chưa đạt tới cảnh giới của lòng vũ tập vũ, mà đỉnh giới phải là cửu long đằng vân thiên biến vạn hóa. Sau khi Niệm Băng xuất sắc hoàn thành món ăn thì ai nấy cũng đều tâm phục khẩu phục. Món ăn như có sinh mạng vậy, vị thanh của dưa leo lại cộng thêm vị ngọt của mía và khí băng hàn dùng để giảm bớt sự nắng nóng, tức giận là thích hợp nhất. Món ăn này có tên là Cửu Thanh Thần Long, băng vân ẩn, món ăn hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật. Lúc này Lạc Nhu mới bắt đầu thấy xấu hổ cúi đầu nhận thua. Ban đầu Niệm Băng đến thanh phong trai là vì hắn muốn nghiên cứu kỹ thuật nấu ăn cùng với Minh Nguyệt sư phụ. Trong đầu của Niệm Băng luôn nghĩ rằng đầu bếp là một ngành nghề cao quý có thể sánh ngang với ma pháp sư. Tay nghề nấu nướng vốn là một bộ môn nghệ thuật, phát triển và giúp nói cho nên phổ biến chính là mục tiêu của hắn. Sau khi làm món ăn xong thì Niệm Băng xin phép quay trở về công hội, mọi người bắt đầu tiến lại thưởng thức món ăn. Cho một miếng vào miệng sẽ cảm thấy dưa leo này mỏng hệt như giấy. Món này không những thanh ngọt mà còn giúp cho tâm hồn được yên bình. Nếu như Minh Nguyệt là người nấu món ăn này thì không thể thiếu kỹ năng sử dụng đao và ma pháp. Minh Nguyệt đã tâm phục khẩu phục trước món ăn của hắn. Ông nói nếu như hắn chịu tới thanh phong trai thì sẽ nhường lại vị trí đầu bếp cho hắn. Chỉ là không biết Niệm Băng có chịu đồng ý hay không. Trong ngũ đại đầu bếp của giới nấu ăn Quỷ, Liệt, Đà, Linh, Diệu thì Niệm Băng chính là chuyên nhân của người đứng đầu ngũ đại đầu bếp. Nghe Minh Nguyệt nói xong, ai nấy cũng đều bất ngờ. Tuyết Cực dặn dò Tuyết Tĩnh chuẩn bị quà lập tức tới công hội ma pháp sư đền tội. Lúc này Niệm Băng đã đi tới chỗ của phượng nữ. Hắn tới hỏi xem nàng có thể đúc hồn chính dương đao nhanh hơn được không vì mình đang gặp chút rắc rối.
có thể hắn sẽ phải sớm rời khỏi Băng Tuyết Thành. Phượng nữ đã sớm biết chuyện Niệm Băng bị truy sát. Hôm qua nàng vô tình thấy được trên bầu trời Băng Tuyết Thành có xuất hiện ánh sáng của băng hỏa ma pháp. Niệm Băng kể lại ân oán của mình với Băng Thần Tháp vào 8 năm trước. Băng Thần Tháp cứ tìm tung tích của hắn mãi. Đám người đại tế tử thậm chí còn lén tấn công hắn ở ngoài cùng hội, nên chỉ còn cách dùng tới băng hỏa đồng huyền. Sợ Niệm Băng gặp nguy hiểm nên phượng nữ đã đưa cho hắn một cây sáo. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần thổi nó lên thì phượng nữ nhất định sẽ đến. Tiếng sáo này người thường không phát hiện ra được, mà chỉ có những người tu luyện đặc biệt mới nghe được. Phượng nữ ngỡ ngàng không hiểu sao Niệm Băng lại biết được, thì hắn kể lại khi mình còn nhỏ có một cô gái đã xông vào rừng hoa đào mà hắn đã sống. Sau đó mình còn mời cô gái uống súp cá và còn nói chuyện trên nóc nhà. Nàng giao sáo cho Niệm Băng, lúc đấy còn nhỏ không hiểu chuyện nên Niệm Băng đã thử thổi sáo khiến cho cô gái ấy phải nhanh chóng về nhà. Phượng nữ nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ. Niệm Băng cảm ơn nàng ta rồi quay về thư viện tiếp tục đọc sách. Ở đây gặp được Linh Nhi và sư huynh của nàng. Gã ta nghe Niệm Băng nói sẽ tìm cách dung hợp hai loại ma pháp vào trong cùng một cuộn ma pháp thì buông lời chế giễu, coi thường. Niệm Băng thẳng thắn đáp trả lại, gã ta không làm được không có nghĩa là những người khác cũng không làm được. Lời này làm cho tên kia phẫn nộ, lập tức xuất ra ma pháp triệu hồi ra một cánh cổng không gian đến một căn phòng khác trong thư viện. Hắn muốn cùng Niệm Băng tỉ thí xem ai sẽ là người thành công tạo ra cuộn ma pháp dung hợp. Không cần chờ đợi gì nữa, cả hai cùng xuất ra ma pháp, vẽ bùa chú lên cuộn ma pháp. Sau một hồi tỉ thí kịch liệt thì cả hai cũng đã hoàn thành xong cuộn ma pháp. Vậy nhưng sau khi gã ta sử dụng cuốn ma pháp thì đã hoàn toàn thất bại. Suy cho cùng, cách của gã và cách của Niệm Băng dùng trước kia để chế tạo ra cuốn ma pháp không khác nhau là mấy. Sắp xếp ma pháp trước và sau, vậy nhưng như vậy chỉ có thể thả loại ma pháp trước vào, còn ma pháp sau sẽ bị tinh thần lực còn dư tiêu diệt. Niệm Băng bắt đầu xuất ra cuốn ma pháp. Đầu tiên là loại ma pháp mũi tên băng, ma pháp thứ hai là loại ma pháp đồng kết. Sau khi thấy nam chính thành công thì tên kia mới chịu thừa nhận, Niệm Băng cũng khách khí ngược lại. Niệm Băng và Lạc Nhu đang đi dạo ở khuôn viên thì nàng nhắc lại chuyện cá cược. Nếu như mình thua trong lần cá cược này thì sẽ khai cho Niệm Băng. Vậy nhưng Niệm Băng lại bảo rằng hắn chỉ xem đó là một lời nói đùa, chẳng phải nàng ta đã có vị hôn phu rồi sao? Lạc Nhu nói vị hôn phu thực ra chỉ là một thân phận. Cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ nên Niệm Băng đã để cho đối phương cấu mình một cái để cho mình thoát khỏi mộng. Hành động nhờ vào vừa rồi cũng là yêu cầu của hắn, như vậy là cá cược xong. Lạc Nhu rời đi trong tiếc nuối. Về phía Linh Nhi, nàng ta kể lại cho phụ thân mình nghe chuyện Niệm Băng là một đầu bếp. Hơn nữa còn là đồ đệ của quỷ chủ, nên chẳng trách không chế lực đối với ma pháp của hắn lại mạnh mẽ như vậy. Chưa dừng ở đó, Linh Nhi thừa nhận rằng hôm mà tên Băng giàn chết, nàng đã nói dối phụ thân, thực ra hôm đó Niệm Băng không có mặt ở công hội. Long Chí bảo rằng thực ra từ lâu đã nghi ngờ Niệm Băng chính là người mà Băng Thần Tháp muốn tìm. Vậy nhưng tiểu tử đó lại là một nhân tài khó mà có được, nên ông nhất định sẽ không giao Niệm Băng cho Băng Thần Tháp. Ông cũng dặn dò Linh Nhi không được nói cho hắn chuyện ông đã biết hết tất cả. Ông lo sợ điều đó sẽ làm cho tâm tư của Niệm Băng thêm suy nghĩ, chưa thể hoàn toàn tin tưởng công hội. Long Chí cũng không ngờ rằng trên người Niệm Băng còn có cả ma pháp hệ hỏa. Video này tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé!